Dòng chia sẻ đầy tâm trạng của một chiến sĩ công an trong sự việc nổ súng tại Đắk Lắk. Sau sự việc nổ súng tại Đắk Lắk diễn ra vào ngày 11 tháng 6, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh chia sẻ lại dòng trạng thái của một chiến sĩ công an, người đã tham gia trực tiếp trong vụ việc này. Tôi là Trần Đại Dương, chiến sĩ nghĩa vụ công an năm 2023, viết bài này vào ngày 11 tháng 6 năm 2023, tức ngày 24 tháng 4 năm Quý Mão Nhuận, nhằm trình bày những gì mà tôi đã trải qua trong khi chiến đấu và những mất mát mà chúng tôi đã gặp phải. Trong đoạn viết này, anh chia sẻ những khó khăn mà bản thân và các đồng chí khác đã gặp phải khi nhận nhiệm vụ bất ngờ. Đây là ngày đầu tiên các anh phải ra hiện trường thực chiến ngay trong thời bình, vì trước giờ đây là nơi rất yên bình. Trên đường ra trận, các anh đã được củng cố tinh thần bởi lời nói hùng hồn và chắc chắn của Phó Chủ tịch huyện Kukyun với sự manh động của kẻ thù. Chúng đi đông người và còn sử dụng cả súng AK. Còn các anh người thì cầm gậy, có người chỉ đi với tay không, nhưng đều có chung một lòng quyết tâm chiến đấu bảo vệ dân. Với sự tấn công tàn bạo đó, không may đã có những người đã hy sinh, trong đó có anh Nguyễn Đăng Nhân. Sáng hôm nay, trong buổi đám tang của đồng chí này, anh Dương đã không khỏi xúc động và đã viết những dòng chia sẻ đầy xúc động nêu trên. Dù vẫn còn trẻ, nhưng khi vào thực chiến các anh thật bản lĩnh. Sự hy sinh giữa thời bình này đã để lại sự thương xót cho nhiều người dân. Hy vọng rằng các anh luôn khỏe mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Và hy vọng những đối tượng còn lại sớm bị bắt giữ, trả lại yên bình cho người dân khu vực. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của quý vị khán giả. Đừng quên like, share, subscribe, bấm vào những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất ở bên đây nhé. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.